Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chữa bệnh không dùng thuốc hiện là xu hướng được nhiều người lựa chọn vì tính an toàn và tránh tác dụng phụ của thuốc. Trong mục thông tin sức khỏe số này, bác sĩ chuyên khoa Trương Văn Lợi, giám đốc bệnh viện Y Dược cổ truyền Hưng Yên sẽ hướng dẫn quý vị cách xoa bóp bấm huyệt cho hiệu quả, nhanh chóng với chứng bệnh đau cánh tay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Kính chào bà con và khán giả. Hôm nay tôi giới thiệu với bà con và khán giả cái bài xoa bóp dây ấn huyệt đơn giản để chữa đau cánh tay. Trước hết là chúng ta làm tác dây. Tác dây toàn bộ cái vùng vai, gáy và xuống đến toàn bộ cánh tay. Đó, chúng ta dây cả mặt trong và mặt ngoài cánh tay. Tiếp theo là chúng ta làm động tác bóp. Đây là tôi bóp vai. Thế đối với lại đau cánh tay thì chúng ta làm thêm một cái động tác xoa bóp nữa là động tác vờn. Đó, chúng ta hai tay để hai bên. Đó, chúng ta có thể kẹp cái ngón tay, bàn tay của người bệnh vào nách chúng ta. Thế và chúng ta hai tay chúng để hai bên của tay và chúng ta xoay ngược chiều. Đấy, gọi là tác vợt. Chúng ta sang cái dây ấn huyệt. Đầu tiên là hõm gáy. Đó, chúng ta dây ấn hõm gáy. Tiếp theo là cái điểm giữa nối của đường nối giữa mỏm vai và đốt sống cổ. Đó. Chúng ta dây vào điểm giữa. Thứ ba là chúng ta dây các cái huyệt, những cái điểm mà quanh khớp vai. Thứ nhất là điểm đỉnh mỏm vai. Thứ hai là điểm trước của khớp vai. Đó. Điểm bằng trước có chỗ hõm đấy. Đó. Điểm trước khớp vai. Điểm sau khớp vai. Thế và trên toàn bộ cái cánh tay này chúng ta có một số điểm chúng ta dây. Thứ nhất là cái điểm giữa ngón cái và ngón trỏ. À, chúng ta khép ngón cái ngón trỏ và có cái chỗ mà lồi nhất chúng ta dây ấn vào đó. À, giữa của mặt ngoài của tay. À, điểm ngoài cùng của nếp gấp khuỷu tay khi mà chúng ta để cẳng tay và cánh tay gấp 90 độ. Đó, thì ta tìm thấy cái điểm ngoài cùng của nếp gấp này và ta ấn vào đó, dây ấn vào đó. Tiếp theo là chúng ta sang cái phần vận động. Thì vận động chúng ta vận động từ cái khớp ngón tay, một tay chúng ta cầm bàn tay của tay bệnh nhân và một tay vê hai bên ngón tay, vừa vê vừa rung kéo. Đó. Từng ngón tay một. Tiếp theo ta vận động đến cổ tay. Cổ tay là chúng ta gấp, duỗi, nghiêng và xoay tròn cổ tay. Vận động khớp khuỷu tay. Khuỷu tay thì một tay chúng ta cầm phần dưới của cánh tay, một tay cầm bàn tay và chúng ta xoay. Đó, để động tác xoay. Đó. Tiếp theo, động tác gấp duỗi, chúng ta cầm một tay cầm cổ tay người bệnh, một tay cầm đầu dưới của xương cánh tay. Đó. Đó, chúng ta gấp duỗi, gấp duỗi, gấp duỗi. Và cuối cùng thì ta duỗi mạnh một cái. Đó. Khớp vai thì chúng ta cũng làm cái động tác xoay tròn. Đó. Và cuối cùng thì chúng ta làm động tác cũng là chặt, đấm hoặc chặt vùng vai gáy và vùng sau bả vai. Cuối cùng ta có thể vỗ vào cái vùng điểm nối giữa hai đường, đường giữa, điểm giữa của hai cái đường, của đường nối giữa hai mỏ vai. Đấy thì tôi đã làm xong cái bài xoa bóp dây ấn huyệt để chữa đau mỏi tê vùng
toàn bộ cái cánh tay bên phải của người bệnh. Xin chúc bà con mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, sai lầm khi rửa bát đũa khiến cả nhà mang bệnh sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi để biết thêm nội dung chi tiết. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.